Em có hai chiếc xe cúp cánh nén của Nhật, em mới làm lại mới toàn bộ, làm đồ xịn, làm đồ mới hết. Do thời gian gần đây em bận quá, em không có chạy nhiều, em sợ nó hư. Vì em quay em đăng lên cho anh em coi cho vui, coi vui chơi. Anh em nào thích coi thì vui, còn anh em nào không xem thì thôi, mình cảm ơn. Xin đừng có la mình, đừng có nói mình quay làm cái gì nha. Cảm ơn, cảm ơn nhiều đã coi, em quay. Em giờ này em bận việc quá, em không có chạy nhiều á, cho nên em quay lên em thấy mà có ai mà thích đó, thì hợp lý giá thì em bán luôn. Hai chiếc là đẹp y gan giống nhau, em làm hai chiếc xe này em tốn khá là nhiều tiền, nhưng mà em không có sợ tốn tiền, tại vì em đam mê em chơi rồi mà, thì mình đam mê là mình đâu có sợ cái gì, nhưng mà mình chơi để cho nó thỏa thích cái niềm đam mê của mình, để cho tinh thần mình nó sảng khoái lạc quan, để mình làm việc tốt hơn. Dạ đây thì em quay lên cho anh các bạn xem, các bạn thấy thích, các bạn nào thích hợp lý giá thì em bán luôn. Em xin cảm ơn nhiều.